Chúng mày cái giờ này 9 rưỡi tối rồi nhá, cái thằng mà ngồi đây từ 9 giờ xem con Mai Linh thì mày talk show mà. Nên là tao nói thật với chúng mày luôn, toàn phép bà mấy ông gái. Bây giờ ví dụ như ở Mai Linh, đánh pháp suốt như thế. Đánh bao giờ? Đâu, mẹ mày. Lột đi. Lột mặt này. Mày dám? Chưa bao giờ đánh luôn. Chưa bao giờ em đánh khác một cái nào luôn. Em nói đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái vấn đề nó nhạy cảm một tí. Đây. Bạn đang rất là hưng phấn, thích thú và thét lên tên của người yêu cũ. Có nghĩa là đang trong hai người đang trong một mối quan hệ đấy. Thì anh phải làm như thế nào để giải thích được cái trường hợp này đây? Xét từ hai góc độ nhá. Thứ nhất, mình là người đã thốt ra lời đấy. Mình là người thốt ra lời đấy thì mình sẽ phải tìm cách để mà chữa cháy lại, đúng không? Chữa cháy như nào? Chữa cháy lại thì anh thì trong những cái trường hợp như thế thì anh chắc chắn là đéo bao giờ xảy ra rồi. Thành ra anh cũng không biết làm nào. Anh đang nghĩ đây, nếu mà cái trường hợp đấy mà có chẳng may có xảy ra thì chắc là anh tìm cái lỗ này anh chui chứ trước giờ anh chưa gặp bao giờ đấy. Anh đã có phương án giải quyết về cái chuyện đấy rồi. Ví dụ như kiểu là anh đang dở xong rồi gọi nhầm tên người yêu cũ. Ví dụ người yêu cũ anh tên là A đi chẳng hạn. Thì lúc đấy anh A. Con cảm ơn mẹ A đã để con ra trong cuộc đời để con có những giây phút như thế này. Chữa ngay cái tên người yêu cũ thành tên mẹ mình. Mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lúc đấy mình phải biết ngay vấn đề chứ. Thế anh Tứ, anh định giải quyết như nào? Thật sự cái câu này nó hơi khó. Thật sự anh không chưa biết giải quyết hướng nào bây giờ. Nếu mà anh chưa bao giờ gọi tên nhầm tên người yêu cũ với người yêu mới thì anh bây giờ anh ở cái trường hợp ngược lại đi. Anh là bị cái em đấy gọi nhầm tên người yêu cũ thì anh như nào? Đang trong cái hưng phấn, đang rất thích thú, đang đỉnh cao. Thôi không dám tưởng tượng luôn ấy. Thật sự là cũng hơi buồn. Hơi buồn có tắt đường luôn không? Hay là vẫn ấy tiếp? Chắc là thôi nghỉ luôn chứ. Một phần trong nhìn. Nhưng mà tôi nói thật luôn, cái chuyện này các bạn cũng nên đối diện với nó đi. Vì bọn tôi nói chuyện nó hết sức bình thường. Trước sau thì nhiều các bạn đi học cũng phải học giáo dục giới tính thôi. Các bạn nên đối diện với nó. Đây là kênh kiểu giáo dục giới tính thông qua những cái tình huống câu chuyện hay ở trong cuộc sống đó mọi người ạ. Bây giờ hai người ví dụ như là quen nhau qua mạng và sau đó thì hai người gặp nhau, kiểu như là đối phương ấy nó không giống với cái người ở trên mạng mà mình đã nói chuyện nhiều ấy, thì bây giờ phải xử lý như thế nào? Vì gì? Cứ trả lời trước đi bạn. Làm quen thôi mà thì mình cứ vẫn ứng xử bình thường thôi. Và sau đấy thì về nhà và tắt điện thoại và bật té luôn chứ giờ này thì biết làm gì nữa. Kiểu cái hình ảnh hoặc là cái tính cách nó không giống như là cái kiểu của người ta. Gì đó? Thế nào tự nhiên? À đến giờ anh cũng chơi game rồi. Bọn em đang talk show. Talk kéo ý, đây kênh tao, kênh channel đi. Anh có thể xuống bên dưới mà. Bố lao dám vào chiếm kênh tao. Bữa ăn vừa nãy có cái câu hỏi mà gọi nhầm tên người yêu, Tứ biết câu trả lời mà Tứ không bảo là như nào đấy. Anh vừa bảo với em là em người yêu nào cũng đặt biệt danh là Ánh Dương thì không làm sao mà gọi nhầm được. Em nào anh cũng đặt biệt danh là Ánh Dương mà. Có thế chưa? Có đâu, mày tào lao. Tôi đừng có bốc quét. Lúc nào là cũng là Ánh Dương ơi, anh sướng quá thì làm sao mà nhầm với em khác được. Mà nhầm luôn. cũng là một cách của đàn ông vừa đang hướng dẫn mọi người. Cách của Tứ nhưng mà em Tứ là cách của Tứ. Tứ trước chia sẻ bí mật đấy. Nãy giờ giấu à. Cứ anh ta mày thóc sâu từ mấy giờ mà đến bây giờ mày vẫn còn lấy xong đấy hả? 9 giờ ạ. Chén cơm nhau à? Con này náo thật. Vào vậy đã trên cơm nhau như đúng rồi. Không phải đâu, em mượn một tí thôi. Gớm, em mượn người tí. Đang có cái câu hỏi của Mai Linh. Là anh em đang hỏi
là quen trên mạng xong rồi ra ngoài đời là nhìn mặt khác nhau trong ảnh. Ừ đúng. Ôi rồi toàn thằng F3 máy đứt giờ béo con nào ra được sướng bỏ mẹ con định thế nào, chắc chắn luôn 100% luôn con định thế nào, có con nó hẹn ra gặp ngoài đời là sướng rồi. Là ý của anh là anh cú bừa luôn đúng không? Em không nghĩ là gu của anh nó lại trên ba cái giờ này, nó thật xuống bảy cái giờ này 9:30 tối rồi nhá. Cái thằng mà ngồi đây từ 9 giờ xem con Mai Linh thì mới talk show mà. Thế là tay nói thật với chúng mày luôn, toàn thế ba mấy ông gái. Toàn thế ba mấy ông gái. Khỏe cuộc đời. Đi khỏe cuộc đời. Đi khỏe cuộc đời. Cái chuyện bình thường luôn. Cho nên là cái tầm 9:30 này mà ở nhà để mà xem sở chi mới chỉ có thể đeo có hơi gái thôi. Emotional damage. Ở giả thuyết là nhìn không giống ở trên đúng không? Ra ngoài nhưng mà cái vấn đề không giống ở đây nó không giống một trời một vực. Hay là nó là na ná mặt na ná thì có cái vấn đề gì đâu. Thật với anh em luôn, anh em nhìn con Mai Linh ở trên cam như này ra đời thì chắc chỉ đến thế. Hơi bị xinh luôn. Ảnh thì Mai Linh nhưng mà ra ngoài thì là cái tổ ấy đấy, ví dụ luôn như thế. Đấy, tóm lại ý của anh Dũng là chỉ cần còn một chút gì đấy tương đồng thì là nhậu luôn luôn như là bú hết bú tạ rồi. Thôi không có con nào đâu mà cứ phải đặt cái giả thuyết đấy nói thẳng luôn, bởi vì như này này, các anh em mà FA nói luôn cái tâm lý các anh em FA như này nhá, anh nói thẳng luôn này, thằng đá FA sẽ biết đó là trước khi mà nó cái buổi hẹn đầu tiên con kia ấy thì nó phải đào sâu, mẹ nó phải soi, nó phải nó còn hơn cả cái việc là em đi mua một cái điện thoại hay là một cái thứ đồ gì đấy mẹ ở trên mạng, tức là nó phải xem review nát các mẹ rồi nó mới dám đến nó gặp. Xem review ở đâu? Coi như là vừa mới chat vài ba buổi nhìn mỗi mấy cái ảnh ở trên Facebook cái là sao ngoài hẹn gặp luôn, đéo vừa chúng nó mới gặp. Xem review như nào? Mẹ luôn coi hết Facebook chúng nó phải soi coi như là phải. Thế bây giờ phải hỏi tứ. Tứ thì nó đéo như FA đéo đâu? Anh đang nói đi cái thằng FA mà cái phần trăm viewer trên kênh em 95% là FA, nó là sẽ là như thế, em hiểu không? Anh nói thẳng. Nhưng mà xem review ở đâu? Anh họ đi hỏi người yêu cũ của con đấy rằng là ôi con này như thế nào á? Mày con gái mày không biết thì mày nên ngậm. Thì anh nói nhá, mày chỉ có thằng khác nên tán biết thì đéo được. Mày phải nghe anh đâu nói là chỉ có chuẩn. Anh nói nó mới hợp lý viewer, mày cứ hỏi các anh em đang xem kênh mày xem có đúng hay không. Chứ còn nói nó cứ vút đuôi, nói nó chả thực tế gì, đúng không anh em? Đúng, hợp lý. Thực tế mẹ luôn. Lên là đầu tiên phải hỏi là đầu tiên phải xem em ấy làm ở đâu. Em ý coi như là lịch sử như thế nào, lướt face á, phải kéo từ cái face ấy. Mày biểu không Mai Linh, nó kéo cái face của mày từ cái lúc cái ngày này, năm ngày 27 tháng 12 là Facebook. Kéo về tận năm 2011. Nó xem có như là từ cái thời điểm bây giờ đến tận cái thời điểm mày còn chưa có cái phần mềm nó gọi là chỉnh sửa mặt cơ. Để nó xem mày nghĩ là thế nào. Một tháng sau nó sẽ như thế. Anh như thế đúng không? Tao cũng thế thôi. Khác gì nhau đâu. Hiểu không? Ai cũng như thế thôi. Em hiểu không? Đéo phải là mày là con gái sao em biết được. Em chưa bao giờ kéo một cái Facebook của một thằng con trai nào mà đến từ cái lúc mà nó lập Facebook đến giờ luôn á. Bởi vì là cái ngày mà hẹn hò, cái ngày gặp nó là cái ngày quan trọng lắm. Đấy, nó không phải là như mấy cái thằng fuckboy như của Tứ không làm gì. Đây là buổi bia cho Tứ mẹ rồi, tôi đủ Tứ vào đây rồi. Thế bây giờ là đến cái lúc mà được hẹn gặp gái rồi thì các anh nên chuẩn bị những cái gì trước khi một buổi hẹn gặp? Cốc ngũ. What the hell? Chuẩn bị cái đéo gì, chuẩn bị tiền. Ba cốc đéo gì tiền. Bao cao su. Tiền. Ba cao su nó là cái bước sau, cái tầm đấy có dám mà đòi ba cao su nói thầm. Vẫn phải mang đi đề phòng lỡ mình. Ba cao su là đến cái lúc mà nó bắt đầu là cầm tay dây víu rồi, bắt đầu mới đến cái giai đoạn. Bao cao mình là người bị vụt chứ anh, chứ mình có phải là người đi vụt đúng không? Cái gì nó phải thực tế, xè nã nhá, xè nã. Đúng rồi. Chuẩn bị ở ngoài tiền ra thì thứ tiếp theo là gì nữa anh? Tiền thôi chứ còn cái thứ đéo gì nữa, cái mày chia tiền trên các lúc nhưng mà thì còn cần cái gì theo thế... tiền thôi. Không kiểu nước hoa, nước hùng, vuốt đéo tóc. Nước FA có nước hoa đâu, nước cướp. Mày nên hiểu những cái đứa mà nói FA ấy thì trước cái buổi hẹn hò nó phải tìm hiểu khoảng tầm 3 tỷ cái quán và 3 tỷ cái địa điểm có thể đi được. Thường nó sẽ chọn cái địa điểm nó quen thuộc với nó. Còn nếu nó đang có địa điểm nào trên Google nó search, nó sẽ viết sổ dấu vũ ngày xưa. Đây cái điều chán mẹ luôn. Bí kíp bạn gái. Bao nhiêu tiền, quán nào rẻ, quán nào đắt, nó phải nghiên cứu nát trước. Y hệt vũ ngày xưa thôi, viết ra sổ. Thật á? Trời ơi, vũ tỉ mỉ thế nhở? Đúng rồi, bún mẹ quán này đầy đặn, giá rẻ. Nó là chuẩn chỉ luôn.
là Mai Linh nhắc đến nước hoa ấy, anh có một kinh nghiệm mà chia sẻ với mọi người, anh em nào mà đéo có nước hoa ấy, thì cứ buổi đầu tiên Mai Linh này buổi đầu tiên bôi dầu gió cho tôi. Really nigga. Dầu pháp rồi hít thì đúng thiểu mày như thuốc viện. Không cần phải dùng nước hoa, bôi dầu gió. Theo nhưng mà em thấy nó thật với mọi người luôn, em sợ cái mùi lăn nách của bọn đàn ông dã man luôn trong cuộc đời của em luôn đấy. Thế em có thích mùi dầu gió không? Thôi thà mùi dầu gió còn hơn phát hít rồi cái gì đấy, mà. Đấy, lấy vào Mai Linh đúng không? Dùng dầu gió luôn. Đấy, Mai Linh thích luôn đúng không? Không. Đồng hành cùng với trực tiếp nghe.